ship à? Alo, anh sắp tới chưa ạ? À, anh đang trên đường đến rồi em nhá. Dạ vâng, thế anh tiện đường ấy thì anh mua giúp em thêm một phần cơm với cả là một phần rau củ với cả một cốc canh nữa anh nhá. À, mua cho em ít rau củ em. Ừ, ok ok. Alo. Anh mua đồ cho em kiểu gì thế ạ? À? Là sao em? Anh mua cơm kiểu gì mà có mỗi một xíu cơm ấy? Đã thế rồi thì ở bữa thì không cho. Mà em nhờ anh là anh mua rau củ quả. Mà thế nào có mỗi cốc canh thế này ạ? À? Cái này em phải báo lại cho quán chứ. Em chưa lần nào ăn phải đồ ăn mà nó như thế này cả. Mà em làm gì có số quán không báo. Bây giờ anh quay lại quán báo lại cho em đi. Ôi em ơi, bây giờ anh đang đi nơi khác ở xa lắm em ạ. Không ở gần đấy đâu. Với cả ấy, cái này là em mua kèm bên ngoài, em có đặt qua app đâu, nên là em phải chịu trách nhiệm cho em chứ. Bây giờ một nhá, là anh quay lại báo với quán, còn nếu không ấy thì anh trả lại tiền giúp em đi. Quán người ta nấu ăn như thế nào sao bây giờ em bắt anh chịu trách nhiệm được em? Anh có vào bếp nấu đâu mà anh chịu trách nhiệm với em được. Em mà không có số điện thoại của quán thì anh cho số chứ anh không chịu trách nhiệm ở đâu. Với lại vừa anh mua đồ hộ em chứ anh có lấy thêm đồng ship ở đâu mà. Em không biết đâu, bây giờ anh làm thế nào thì làm, trả lại tiền cho em. Nếu không nhá, em đánh giá anh một sao đấy. Alo. Dây. Cứ làm phúc phải tội mà.